coi cái mí cạn nó còn luôn nè. Đó, anh khách hàng anh đi rất là kỹ luôn. Đây km cho anh chị coi nè. Với xe cũ thì chúng ta phải kết hợp như vậy thì nó sẽ tối ưu hơn cho anh chị. Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hồi thứ bảy tuần rồi anh chị, Thắng có đi mua cái chiếc xe Innova 2017 nè. Thì cái dòng này thì trên thị trường thì nó nhiều xe lắm, nhưng mà Văn Thắng thì phải ưu tiên lựa những cái xe mà đi nó ít cây số, hoặc là đối với những cái xe nào mà đi nhiều cây số anh chị, nhưng mà cái chất xe nó phải đẹp nha, phải đẹp và một chủ sử dụng á. Lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ thì Văn Thắng mới lựa chọn. Tại vì đối với những cái xe mà đi nhiều cây số anh chị, thì cái chi phí mà về nó sẽ phát sinh khi mà tiến hành kiểm tra 176 một á, nó rất là nhiều luôn. Cho nên mình phải lựa những cái xe mà cái chất nó còn đẹp nè, rồi bảo dưỡng hãng đều á, để xem là cái xe nó đã làm cái gì rồi, thì Văn Thắng mới dự trù cái chi phí nó đúng được. Thì đó là lý do tại sao mà anh chị hay thấy Văn Thắng thường hay về những cái xe mà Innova đời cao không à, những cái xe mà đời thấp 27, 28 thì nó ít xe lắm. Và đây là Innova 27, một chiếc duy nhất nha, một chiếc duy nhất. Xe này hồi xưa là khách hàng mua xe mới ở Văn Thắng anh chị, mua xe mới Văn Thắng, rồi chạy ở trong công ty. Đó. Km hiện tại đang là 98.000 cây rồi. Hôm trước khi mà Thắng coi cái mẫu xe này á, thì nó đi được 97.000 cây. Rồi xong thì khách nói là muốn giữ lại để mà chạy hết cái hợp đồng của công ty, công ty của Nhật Bản nha. Hết hợp đồng xong rồi lên được 98.000 cây, xong rồi kết thúc hợp đồng á, khách lên bên Thắng coi xe lại rồi bắt đầu khách giao xe. Đó là toàn bộ cái tiểu sử về cái chiếc Innova 27 này. Xe này màu bạc và mang biển số thành phố nha. Km đang hiện tại là 98.000 cây là chuẩn luôn anh chị. Về cái chất xe nè, thì xe thì mới về. Cho nên là Thắng sẽ đi quay tổng thể để cho anh chị thấy được nó trầy xước, nó xấu xí chỗ nào nha. Xe này cái cản đang là nước sơn zin đó anh chị. Đây, anh chị coi cái mí cản nó còn luôn nè. Đó, anh khách hàng anh đi rất là kỹ luôn. Anh khách hàng đi rất biết đi xe nha. Và giữ xe kỹ. Đó, cho nên là cái cản mà tới nội cái cản mà 90.000 cây nó còn nước sơn zin nè. Nhưng mà về thì nó có một số vết trầy xước, bên Thắng cũng phải sơn lại anh chị. Đó, đèn là đèn zin chưa thay thế nè. Mà ca lăng. Đó. Bên đây cũng vậy nè anh chị. Nè, anh chị coi nè. Đó. Thì đối với những cái xe mới về như thế này nè, anh chị cứ lên coi thì chúng ta sẽ thấy được cái chất thực tế. Còn khi mà anh chị mua á, thì Minh Thắng cũng sẽ làm đẹp lại nha, làm đẹp lại mọi quy trình rồi mới bàn giao cho anh chị. Còn hôm nay thì nó chạy sướng thì Thắng cũng quay cho anh chị coi. Lốp thì được thay mới rồi anh chị. Đây, lốp thay mới nè. Đó. Cái mâm thì nó hơi trầy cũng nhiều á, cho nên Minh Thắng cũng sẽ tiến hành đi sơn lại luôn, sơn cái mâm lại cho anh chị luôn. Đó. Xe này thì Minh Thắng có dự trù cái chi phí mà làm lại cái con đó anh chị, hay gọi là cái bố ly hợp á. Tại vì xe mà đi khoảng độ chín mấy trăm ngàn cây thì nó cái con thì nó sẽ nặng, và về thì Văn Thắng sẽ làm lại để cho anh chị chúng ta tiếp tục sử dụng nha. Đó, thì những mẫu xe này thì phải làm lại rất là kỹ luôn. Rồi bên trong xe nè, đây km cho anh chị coi nè. 98.391 cây nha. Vô lăng. Đó, xe thì phụ kiện thì không có nhiều, có ghế da rồi, ghế da chảy sàn thôi, thiếu bọc trần, thiếu đầu DVD, thiếu cam bên trên. Nói chung mẫu xe này thiếu nhiều lắm. Thì anh chị cứ lên coi thì Minh Thắng cũng sẽ cân đo cái việc mà có thể là giảm một ít tiền mặt nè, rồi tặng thêm phụ kiện. Đó, thì tùy vào anh chị lựa chọn theo phương án nào thôi. Thì đối với xe cũ thì chúng ta phải kết hợp như vậy thì nó sẽ tối ưu hơn cho anh chị. Đó, thì thay vì bớt cho anh chị 10, 20 triệu gì đó thì Minh Thắng có thể cân đo thì bớt ít lại, thay vào đó thì tặng cho anh chị đầu DVD, cam nghe, cam hành trình cho nó đủ bộ. Thì đối với xe cũ thì quan trọng anh chị mua là phải đầy đủ trước nha, đầy đủ về cái xe trước để chúng ta sử dụng. Rồi còn về giá cả thì lên xuống thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu anh chị, không có ảnh hưởng nhiều đâu, chủ yếu là bớt lọc may mắn cho anh chị thôi. Xe thì 4 lớp thay mới rồi, cho nên anh chị mua về thì chúng ta sử dụng thêm khoảng độ 40-50 ngàn cây nữa chúng ta thay nha. Về thì chi phí đồng sơn đối với mẫu xe này cũng tương đối nhiều anh chị, bên Thắng cũng sẽ cho sơn lại giáp vòng nha, tại vì nó có một số chỗ nó chạy xước, có cũng nhìn kỹ mới thấy, nhưng mà bên Thắng dọn xe thì phải làm sao cho nó mướt. Đó, thì xe chưa dọn thì Thắng cũng nói trước để cho anh chị nắm. Đó, còn về cắn đụng hay là tai nạn gì đó thì những cái đó thì mình Thắng cam kết rồi, anh chị khỏi lo nha. Anh chị khỏi lo mấy cái đó.
Đối với những cái xe mà Innova 2017 anh chị thì Minh Thắng có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 3 năm, anh chị trả trước khoảng 35% thôi. Xe này thì bên Thắng đang chào bán mức giá là 485 triệu nha. 485 triệu thì anh chị trả trước là 35%, thì tương đương đâu đó khoảng cho 500 đi, lăn bánh khoảng 500 đi. Thì anh chị trả trước khoảng 3 năm 15. Nói chung là dưới 200 triệu anh chị, dưới 200 triệu là chúng ta đã sở hữu được cái mẫu xe Innova 2017 rồi. Còn thời gian góp đối với những xe đời 2017 như thế này là 3 năm nha, 3 năm. Đó, thì còn về thủ tục hồ sơ thì tùy vào mỗi khách hàng. Thì bên Thắng sẽ có cách để mà làm cái bộ hồ sơ cho anh chị. Thì anh chị có nhu cầu về trả góp á, trả góp thì cứ liên hệ đi, rồi Thắng sẽ tư vấn anh chị cụ thể nha. Rồi đăng kiểm đường bộ của xe thì tháng 4 năm 2024. Tháng 4 2024. Đó. Rồi tổng quan về xe thì Innova 2017 số sàn đi được 98.000 cây, giá là 485 triệu nha. Đó, anh chị nào cần quan tâm thì có thể lên coi xe ngay thời điểm này. Chúng ta lái thử luôn, lái thử mọi thứ ok hết luôn. Rồi chúng ta đặt cọc đó, là khi nào bên chờ đợi khoảng 10 ngày, 10 ngày thì bên Thắng sau hoàn thiện xong á thì anh chị lên đóng đủ tiền và nhận xe. Đó là quy trình chung của xe cũ, và bên Thắng có một điều rất là được cho anh chị luôn. Đó là những cái mẫu xe mới về thì anh chị cứ lên coi bình thường nha. Xe xấu xí như thế nào anh chị cứ coi thoải mái. Tại vì xe cũ thì chúng ta phải chấp nhận, chấp nhận nó chạy xước nè, nó xấu xí thôi. Nhưng quan trọng nhất một điều là nó đúng thông tin xe nha, đúng cây số nè. Rồi không có bị đâm đụng tai nạn nè. Rồi không ngập nước, không cô đồng hồ. Đó là những cái cam kết mà rất là quan trọng đối với những chiếc xe cũ. Thì anh chị cứ lên coi, coi xong rồi chúng ta quyết định nha. Rồi, một vài phút để mà quay nhanh chiếc xe Innova 2017 cho anh chị tham khảo. Anh chị quan tâm thì cứ liên hệ với Thắng nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.